tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Nắng Ấm của tôi nha. Hôm nay mình sẽ quay máy cắt lúa trên đồng quê mình các bạn ơi. Giờ là xem mấy anh em bắt chuột nè. Rồi hai chiếc luôn nha các bạn. Một con 70 là bên đây. Rồi con đang cắt chạy tới là 82. Chờ ở đây chặn đường. Nhỏ gì chứ thằng hai ba con hết trơn các bạn. Rồi trên kia người ta đen con người ta hết trơn rồi các bạn ơi. Yeah.
đổi đổi luôn rồi. Tiếp tục với cù nữa các bạn ơi. Rồi quên kia các bạn. Ủa mấy cổ chạy kìa.